Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa chuyển Công an huyện Hòa Vang điều tra, xử lý hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 của tài xế xe khách, nhà xe Chính Nghĩa. Tối ngày 28 tháng 5, ô tô khách biển số 76B01022 của nhà xe Chính Nghĩa khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 quốc lộ 1A, địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Lái xe đã tông vào trụ sở chốt, chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, cả lái xe và phụ xe đã chống đối quyết liệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt như lực lượng y tế, công an huyện Hòa Vang. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo, phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan, điều động xe ô tô khách khác chở 37 hành khách tiếp tục hành trình. Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.